Kính thưa quý vị, tiếp theo là buổi phỏng vấn đặc biệt của Thi Nga và ông Tom Malinowski, phụ tá Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách Nhân chủ, Nhân quyền và Lao động. Buổi phỏng vấn này diễn ra tại Bộ Ngoại giao vào sáng ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thi Nga kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama như vậy là đã kết thúc chuyến đi của ông thăm Việt Nam. Thế nhưng dư âm của chuyến đi đó vẫn còn khiến người Việt các nơi bàn luận. Hôm nay chúng tôi tiếp xúc với ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, để hỏi một số vấn đề xoay quanh chuyến đi đó. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington DC. Good morning, Mr. Malinowski. Thưa ông, Tổng thống Barack Obama qua các thông điệp nhắn gửi trong chuyến thăm Việt Nam đã đem lại rất nhiều hy vọng cho người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch, các viên chức Mỹ như nghị viên Alan Lowenthal, nghị viên Loretta Sanchez đã bày tỏ nỗi thất vọng về quyết định của chính phủ Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Cộng sản Việt Nam. Xin ông cho biết điều gì hối thúc đưa đến quyết định đó? Sao không giữ lại một phần biện pháp cấm vận để làm đối trọng cho những cuộc thảo luận sau này về nhân quyền với Việt Nam? Dỡ bỏ hoàn toàn như vậy liệu có quá sớm, trong khi tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp diễn và còn tồi tệ hơn? To lift it completely in face of the persisting and worsening human rights situation in Vietnam. Well, thank you for that question. First, I want to say. Trước tiên, tôi muốn nói rằng chúng tôi hiểu rõ tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy các tiến bộ nhỏ, thoáng mở hơn. Trong vài tháng qua, thì tình hình lại xấu hơn. Tổng thống Barack Obama trong chuyến viếng thăm Việt Nam đã nêu thẳng ra vấn đề đó trong tất cả các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Việt Nam. Và tôi hy vọng là mọi người đã xem thấy trong bài phát biểu của ông tại Hà Nội và trong buổi nói chuyện với giới trẻ, với các doanh nhân tại Sài Gòn. Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng. Hoa Kỳ đứng cùng với người dân miền Nam Việt Nam, xúc tiến đòi thả các tù chính trị, đòi cải tổ luật pháp, thúc hối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuân thủ các cam kết trong hiến pháp để tôn trọng nhân quyền. Và chúng tôi hy vọng chuyến đi này là khởi sự để tạo một nền tảng ở Việt Nam để chính quyền Việt Nam khó mà trấn áp. Về vấn đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí, biện pháp đó được áp đặt không phải là vì nhân quyền, mà là vì cuộc chiến Việt Nam trong thập niên 1960. Chúng tôi nghĩ là biện pháp đó sẽ giúp cố gắng của chúng tôi đưa chính quyền Việt Nam theo hướng tôn trọng nhân quyền tốt hơn. Biện pháp có từ cuộc xung đột nhiều chục năm qua, chúng tôi nghĩ là quyết định dỡ bỏ sẽ giúp thăng tiến nhân quyền, khuyến khích chính quyền Việt Nam để theo cùng với Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh và kinh tế. Nhưng khó cho thính giả hiểu được, việc đó mang tính cách biểu tượng, không phải là chúng tôi sắp sửa bán tất cả các loại vũ khí cho chính quyền Việt Nam, mà mỗi một chuyến bán vũ khí phải được duyệt xét từng trường hợp một. Tổng thống đã nói rất rõ như vậy tại Hà Nội. Ông sẽ thông báo cho Quốc hội để mỗi một khi quyết định bán vũ khí thì chúng tôi xét theo tiến bộ về nhân quyền đã có chưa. Thế liệu chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp nào nếu họ vi phạm nhân quyền và quyền của người lao động? Tổng thống Barack Obama nói rằng khi chúng tôi yêu cầu mua vũ khí thì phải xét
tiến bộ về nhân quyền, chúng tôi không cho là sẽ có nhiều yêu cầu từ chính quyền Việt Nam để mua vũ khí, mà nghĩ ở đây là mang tính cách biểu tượng. Nói đến đối trọng thì chúng tôi vẫn có chứ, vì sẽ xét bán vũ khí theo từng trường hợp một. If there is any leverage, we still have that leverage because the individual cases will be reviewed on a case-by-case basis. Tổng thống Obama đã nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến đến Việt Nam, thế nhưng chính quyền Việt Nam đã ngăn cản một số các nhà bất đồng chính kiến như tiến sĩ Nguyễn Quang A, blogger Phạm Đoan Tràng không tới được cuộc hội kiến với ông. Như vậy, làm thế nào Tổng thống Obama có thể đảm bảo là nhân quyền và quyền lao động sẽ được chính quyền Việt Nam tuân thủ theo Hiệp định TPP, nhất là khi mà vào thời điểm này không có điều khoản nào bảo vệ nhân quyền? Labor rights be observed in Vietnam in the TPP agreement, especially when there are no provisions for human rights protection at this point. The president did meet with Tổng thống có gặp các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội. Chính quyền tìm cách ngăn chặn và đã chặn được một ít người, nhưng cuộc họp vẫn tiến hành. Tổng thống có nghe điều đó. Từng người ở trong nước vận động cho dân chủ, nhân quyền. Tuy nhiên, những người bị chặn không tới được thì họ lại được có tiếng nói nhiều hơn, vì truyền thông khắp nơi trên thế giới đã tìm đến phỏng vấn họ, thành ra họ được biết tới nhiều hơn do bị ngăn cản. Chúng tôi phản đối và thất vọng về hành động đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi cho rằng chính quyền Việt Nam không thể bịt miệng những người đó, vì chúng tôi sẽ nói chuyện với họ, nghe quan điểm của họ bằng cách này hay bằng cách khác. Về vấn đề TPP, thì hiệp định này có các điều khoản rất rõ ràng buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền được quốc tế công nhận và thành lập công đoàn thật sự độc lập đầu tiên ở trong nước. Còn việc làm thế nào để cho họ chấp hành, tuân thủ thì giản dị thôi. Chính quyền Việt Nam sẽ không thể có được một lợi lộc từ TPP cho tới khi nào họ hoàn thành các cải cách theo như đòi hỏi. Trước tiên, họ phải hoàn tất những điều đòi hỏi. Họ phải cải tổ luật lệ nếu trong tương lai họ vi phạm các điều mà họ đã cam kết viết thành luật. Thì hiệp định sẽ cho phép chúng tôi không tiếp tục cho họ hưởng những lợi lộc của mậu dịch, không như những thỏa thuận mậu dịch trước kia của chúng tôi. Các điều khoản về quyền lao động phải được chấp hành, ràng buộc vào các lợi lộc kinh tế mà Việt Nam muốn có từ TPP. Khi chúng tôi nói chuyện với các nhà hoạt động ở Việt Nam, thì họ nói là mong đạt được TPP. Họ muốn có được các quyền mà hiệp định đó và các thỏa thuận đem lại cho họ. Họ muốn chính phủ Hoa Kỳ sử dụng phương tiện này để chính quyền Việt Nam phải chấp hành. To the economic benefits that the government of Vietnam wants to get from this treaty, and that's why when we speak to activists inside Vietnam, I think for the most part they tell us that they are looking forward to TPP. They want to be able to take advantage of the rights that this treaty and the reforms it mandates will give them, rights that they do not have right now, and they want the United States to have this tool to be able to hold the Vietnamese government to its commitments. Ông T. Kuma, giám đốc đặc trách việc cổ suý nhân quyền của Hội Ân xá Quốc tế, có câu nói rằng nhân quyền không thể bị hy sinh bởi các lý lẽ an ninh và trao đổi mậu dịch. Thế chỉ có Linh Mục Nguyễn Văn Lý là được thả trước khi Tổng thống Obama đặt chân đến Việt Nam. Người Việt trong và ngoài nước quan ngại về số phận của những tù nhân lương tâm. Có hơn 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Luật sư Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, ông Trần Huỳnh Duy Thức thì đang tuyệt thực. Tòa Bạch Ốc nghĩ thế nào về các trường hợp đó?
He's on hunger strike. And what does Washington think about these cases? Chúng tôi đã nói với chính phủ Việt Nam về luật sư Nguyễn Văn Đài và cả trăm tù nhân lương tâm khác còn bị giam giữ phải được thả ra. Chúng tôi nhiều lần nêu lên các trường hợp đó, đòi hỏi họ phải thả ra. To raise these cases at the highest levels until all of them are free. Yeah, the situation of Trần Huỳnh Duy Thức is very dangerous because he's 51 years old, and he has been in prison for 7 years now. So it's already 10 days of strike, hunger strike. So we hope that there will be some intervention about that. And this is a Human Rights Watch. Human Rights Watch và các tổ chức khác theo dõi nhân quyền liên tục cáo giác thành tích nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng dường như không được sự chú tâm của Tòa Bạch Ốc cho lắm. Theo ông nghĩ thì có thế không? Bởi vì người Mỹ gốc Việt chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề đó. Chúng tôi hiểu hoàn toàn điều đó. Chúng tôi thấy những gì diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi không quan tưởng mà biết rõ. Chúng tôi chỉ trích chính quyền Việt Nam về việc gia tăng bắt bớ những người phản đối một cách ôn hòa trong các tháng qua, như những cuộc biểu tình về vụ cá chết hàng loạt tác hại tới đời sống người dân. Đó là lý do Tổng thống Obama nhiều lần nói đến quyền bày tỏ ý kiến trong thời gian thăm Việt Nam và việc cải tổ luật pháp, vì ông vẫn thấy đó là các vấn đề sâu xa ở Việt Nam. Tất cả mọi quyết định chúng tôi làm khi đã thấy rõ và cho rằng quyết định đó sẽ đưa chúng tôi ứng phó tốt hơn vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi thẩm định tình hình giống như là Human Rights Watch và các tổ chức khác. Cách thức gồm có việc thảo luận cởi mở thẳng thắn với nhà cầm quyền Việt Nam về những khiếm khuyết nhân quyền. These decisions put us in a better position to try to address these problems. We see the human rights situation in Vietnam in exactly the same way as Human Rights Watch and Amnesty International. We have there's no difference between us in our evaluation of the situation. But we feel that the strategy that we have adopted, which includes engagement with the government, but with very open and honest discussion of the human rights deficiencies, is the best way to address the problem. Nói đến sáng kiến của Tổng thống Obama đưa Peace Corps đến Việt Nam, ngoài việc dạy tiếng Anh, Peace Corps có sẽ hoạt động trong các lĩnh vực khác như môi trường, nước sạch chẳng hạn hay không? Thế nhưng liệu tất cả các hoạt động của Peace Corps có sẽ được tiến hành mà không bị ngăn chặn bởi chính quyền Việt Nam? Về việc chính quyền Việt Nam cho phép Peace Corps trở lại là điều mới lạ. Nếu nhìn lại hồi mấy chục năm về trước, các tình nguyện viên trẻ người Mỹ đến Việt Nam tìm hiểu văn hóa Việt, làm việc với người dân Việt với một mục đích mà mọi người đều thấy là tốt. Nay Peace Corps dồn nỗ lực vào việc dạy Anh ngữ. Khi chúng ta xây dựng niềm tin để tăng cường mối quan hệ, tôi cũng muốn nói tới một việc rất quan trọng là loan báo của Tổng thống về việc hình thành Đại học Fulbright. Không những Hoa Kỳ xúc tiến lĩnh vực giáo dục cùng Việt Nam, mà đó là một đại học đường với một cái học trình hoàn toàn tự do chưa từng có ở Việt Nam sẽ trở thành hiện thực. Đó là một ví dụ nữa. Và chúng tôi có thể nhờ vào sự phát triển quan hệ với Việt Nam để giúp người trong nước thăng tiến tiềm năng cho một xã hội cởi mở hơn, với nhiều tự do hơn về giáo dục, về tri thức, cũng như tự do cho cá nhân. This is a university that will have full academic freedom. This does not exist in Vietnam today. It will exist when the Fulbright University begins operation. And I think that's another example of how we can use the growing relationship between the United States and Vietnam to help empower those inside Vietnam who are working for a more open society with greater intellectual, academic, and personal freedom. Yes, that's all we need to know.
we need to ask you today, Mr. Malinowski. Thank you very much for granting us this interview. Thank you so much.